Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Thông tin từ báo Tuổi Trẻ Online, ngày 15 tháng 5, phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xảy ra tại công ty cổ phần bất động sản Alibaba do Nguyễn Thái Luyện cùng đồng phạm thực hiện bước vào phần tranh luận. Trước khi bước vào phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh trình bày quan điểm giải quyết vụ án. Theo đại diện Viện Kiểm sát, ngày 5 tháng 5 năm 2016, công ty cổ phần địa ốc Alibaba được thành lập với vốn điều lệ 1 tỷ đồng. Thay đổi lần thứ 3, ngày 26 tháng 9 năm 2017, tăng vốn điều lệ lên 1.600 tỷ đồng. Đại diện theo pháp luật gồm Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc và Võ Thị Thanh Mai, vợ Luyện. Luyện thành lập 22 pháp nhân, giao cho người thân và nhân viên đứng tên, trong đó sử dụng 12 công ty với tư cách là chủ đầu tư 58 dự án bất động sản không có thật tại Đồng Nai, Vũng Tàu và Bình Thuận, tự phân lô, tách thửa trái pháp luật, quảng cáo gian dối để bán cho hàng nghìn người. Để chiếm đoạt tài sản số tiền đặc biệt lớn, Luyện đã xây dựng phương thức kinh doanh dựa trên các dự án không có thật, không được chính quyền địa phương cho phép. Luyện tự đặt tên và vẽ ra trên đất nông nghiệp theo quy trình 5 bước. Để tạo lòng tin và thu hút khách hàng, Luyện còn sử dụng thủ đoạn cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ khi ngày nộp tiền, hoặc thuê lại với giá 2% trên 1 tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng. Với phương thức này, hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng dưới dạng nền thổ cư do công ty Alibaba đều không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thổ cư như cam kết. Bằng các thủ đoạn trên, Nguyễn Thái Luyện cùng đồng phạm đã chiếm đoạt gần 2.400 tỷ đồng của 4.560 khách hàng. Hành vi rửa tiền sau khi cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh thi hành lệnh bắt và khám xét toàn bộ trụ sở chi nhánh công ty Alibaba, Mai đã chỉ đạo cấp dưới chuyển toàn bộ gốc và lãi 13,9 tỷ đồng trong một sổ tiết kiệm vào tài khoản cá nhân của Mai. Sau đó Mai chuyển cho Nguyễn Thái Lực rồi nhờ Lực rút tiền mặt đưa lại cho Mai. Mai dùng 1,7 tỷ đồng để tất toán khoản vay ngân hàng, 12 tỷ đồng còn lại Mai sử dụng cá nhân. Theo Viện Kiểm sát, Nguyễn Thái Luyện giữ vai trò chính, gây hậu quả đặc biệt lớn. Trừ tài sản đang bị kê biên, Luyện còn phải khắc phục hơn 800 triệu đồng. Viện Kiểm sát cho rằng mức án chung thân mà cấp sơ thẩm đã tuyên là phù hợp nên đề nghị cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Đồng thời, Viện Kiểm sát cũng đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt y án 30 năm tù đối với bị cáo Mai vì cho rằng bị cáo có tham gia tích cực cho Nguyễn Thái Luyện thực hiện hành vi phạm tội. Ngoài ra, Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt đối với Nguyễn Thái Lực, Nguyễn Thái Lĩnh và 5 bị cáo khác từ 1 đến 3 năm tù, đề nghị y án đối với các bị cáo còn lại. Đối với kháng cáo của 31 bị hại, đề nghị tăng tiền bồi thường, Viện Kiểm sát cho biết sau khi xem xét, đối chiếu các tài liệu thấy rằng kháng cáo này có căn cứ nên đề nghị hội đồng xét xử chấp nhận. Các kháng cáo còn lại của 5 bị cáo, người liên quan trong vụ án bị đại diện Viện Kiểm sát đề nghị không chấp nhận. Từ bào chữa, bị cáo Nguyễn Thái Luyện một lần nữa khẳng định không kêu oan mà chỉ xin giảm nhẹ hình phạt cho bản thân và các đồng phạm khác. Tuy nhiên, Luyện đề nghị hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét lại các kháng cáo đề nghị tăng tiền bồi thường, ghi nhận của báo Tuổi Trẻ Online. Luyện cho rằng các đề nghị này chỉ một chiều, chưa nhận được xác nhận của các bị cáo và con số thiệt hại cập nhật chỉ sau vài ngày xử phúc thẩm lên đến 300 tỷ đồng là quá lớn, làm tăng trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo. Bị cáo Luyện khẳng định với số tiền trách nhiệm bồi thường thiệt hại như cấp sơ thẩm tuyên, nằm trong khả năng bồi thường nếu tài sản đang bị kê biên được định giá lại, phải có người chịu trách nhiệm trong vụ án này, tôi đồng ý y án. Các em nhân viên, các bị can còn lại chỉ làm công ăn lương, làm theo chỉ đạo của tôi, nên tôi xin giảm nhẹ cho các bị can còn lại để các em sớm làm lại cuộc đời, Nguyễn Thái Luyện trình bày. Theo án sơ thẩm, cả hai vợ chồng bị cáo Nguyễn Thái Luyện có trách nhiệm bồi thường 2.500 tỷ đồng cho 4.548 bị hại. Thông tin từ VTC News, trước đó vào ngày 12 tháng 5, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo của Nguyễn Thái Luyện, 36 tuổi, và đồng phạm trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xảy ra tại công ty cổ phần địa ốc Alibaba. Trả lời hội đồng xét xử về vấn đề khắc phục hậu quả trong vụ án, bị cáo Mai trình bày,
hiện bị cáo chỉ khắc phục được tội rửa tiền với số tiền 12 tỷ đồng mà ông Lê Viết An, bạn làm ăn chung với vợ chồng Nguyễn Thái Luyện, đã đồng ý khắc phục thay tại phiên tòa hôm ngày 11 tháng 5. Đối với số tiền hơn 2.400 tỷ đồng bồi thường cho các bị hại trong vụ án, bị cáo Mai cho biết hiện bản thân không có khả năng khắc phục hậu quả. Toàn bộ tài sản cá nhân của bị cáo đều đã bị cơ quan tố tụng thu hồi, nên bị cáo không còn khả năng khắc phục. Sau khi ông Lê Viết An xin rút đề nghị thay vợ chồng bị cáo bồi thường số tiền thiệt hại trong vụ án là hơn 2.400 tỷ đồng, thì bị cáo vẫn chưa tìm được nhà đầu tư khác khắc phục thay, nhưng bị cáo sẽ cố gắng, Võ Thị Thanh Mai nói. Với số tiền 12 tỷ đồng để khắc phục tội rửa tiền, Võ Thị Thanh Mai nói ông Lê Viết An đã đồng ý khắc phục thay bị cáo. Trước đó, tại phiên tòa ngày 9 tháng 5, hội đồng xét xử thông báo trước ngày diễn ra phiên phúc thẩm, ông Lê Viết An có đơn đề nghị thay vợ chồng ông Nguyễn Thái Luyện bồi thường thiệt hại cho các bị hại hơn 2.400 tỷ đồng và nộp thay cho bị cáo Võ Thị Thanh Mai và Luyện 12 tỷ đồng để khắc phục hậu quả trong tội rửa tiền. Đổi lại, quyền sở hữu bất động sản của Luyện đang bị kê biên trong vụ án sẽ được chuyển cho ông An. Bị cáo Luyện cũng đã có văn bản đồng ý với các nội dung trên. Hội đồng xét xử đã phân tích thỏa thuận giữa vợ chồng bị cáo và ông An là giao dịch dân sự nằm ngoài thẩm quyền và phạm vi của tòa, không thể đưa vào giải quyết trong cùng vụ án. Tuy nhiên, đến ngày 11 tháng 5, trình bày trước tòa, bị cáo Mai cho hay, sau khi được tòa án mời làm việc và giải thích, ông An cảm thấy bỏ ra số tiền lớn mà rủi ro cao nên đã rút đề nghị khắc phục thiệt hại thay. Vụ án Alibaba là vụ án hình sự có số lượng bị hại đặc biệt lớn, tổng cộng hơn 4.000 người. Theo cáo buộc, Luyện và đồng phạm đã sử dụng 12 trên 22 pháp nhân lập 58 dự án ma trên đất nông nghiệp ở các tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa, Vũng Tàu, sau đó tự ý phân lô, tách thửa, bán cho khách hàng chiếm đoạt gần 2.400 tỷ đồng. Về trách nhiệm dân sự trong vụ án, Viện Kiểm sát đề nghị tòa buộc Luyện và vợ Võ Thị Thanh Mai liên đới bồi thường toàn bộ số tiền chiếm đoạt cho hơn 4.000 bị hại. Để đảm bảo cho việc thi hành án, cơ quan tố tụng tiếp tục kê biên hơn 260 thỏi vàng, 650 thửa đất, tổng diện tích hơn 447 hectare, 23 ô tô, xe máy do các bị cáo sử dụng, hơn 1,6 tỷ đồng tiền đặt cọc thuê nhà, phong tỏa hơn 45 tỷ trong 49 tài khoản của giám định là khoảng 1.600 tỷ đồng, có thể dùng thi hành án. Nhiều bị hại cũng bày tỏ nguyện vọng muốn nhận lại đất, dù là đất nông nghiệp, còn lại đa số phần bị hại khác xin nhận lại tiền đã đầu tư vào Alibaba. Theo luật sư Trương Anh Tú, công ty luật trách nhiệm hữu hạn Trương Anh Tú, việc một số bị hại của Alibaba yêu cầu tòa cho nhận lại đất là không có cơ sở, khó có thể thực hiện. Bởi đối tượng trong hợp đồng mua bán giữa công ty Alibaba và người dân là đất ở nằm trong dự án, nhưng tất cả đều là dự án ma, được tạo dựng trên toàn bộ diện tích đất nông nghiệp, phần lớn là đất lúa. Vì vậy, đối tượng của hợp đồng là không có thật, hợp đồng không có giá trị pháp lý. Đối với đất lúa, điều kiện nhận chuyển nhượng theo quy định của luật đất đai cũng rất khắt khe. Thứ nhất, phải có nhu cầu sản xuất nông nghiệp, người dân phải ở địa phương, nơi có đất trong địa bàn cấp xã. Như vậy, hợp đồng giữa Alibaba ký với khách hàng là vi phạm cả về nội dung và hình thức. Việc mua bán chỉ được thực hiện trên giấy, nên người dân yêu cầu nhận lại đất là khó được đáp ứng. Luật sư Tú nêu quan điểm. Không có quy định pháp luật nào cho phép được cùng lúc vừa tách thửa vừa chuyển mục đích sử dụng đất. Nếu có thì việc cấp giấy chứng nhận của chính quyền địa phương là chưa phù hợp. Những giấy chứng nhận này sẽ bị thu hồi. Luật sư Tú nói và cho biết thêm đây là vụ án hình sự. Toàn bộ đất là tang vật đều bị phong tỏa kê biên và xử lý theo quy trình tố tụng hình sự. Theo đó, tài sản này phải được bán đấu giá trả tiền cho các bị hại. Người dân thật sự có nhu cầu lấy đất thì có thể nộp hồ sơ tham gia vào quá trình mua đấu giá để mua lại mảnh đất đã mua trước đó từ địa ốc Alibaba. Không có quy định pháp luật nào cho phép được cùng lúc vừa tách thửa vừa chuyển mục đích sử dụng đất. Nếu có thì việc cấp giấy chứng nhận của chính quyền địa phương là chưa phù hợp. Những giấy chứng nhận này sẽ bị thu hồi. Luật sư Tú nói và cho biết thêm, đây là vụ án hình sự. Toàn bộ đất là tang vật đều bị phong tỏa kê biên và xử lý theo quy trình tố tụng hình sự. Theo đó, tài sản này phải được bán đấu giá để trả tiền cho các bị hại. Người dân thực sự có nhu cầu lấy đất thì có thể nộp hồ sơ tham gia vào quá trình mua đấu giá để mua lại mảnh đất đã mua trước đó từ địa ốc Alibaba. Đối với việc khách hàng yêu cầu trả tiền, theo luật sư Mạch, căn cứ vào các tài liệu chứng cứ bị hại giao nộp và trong hồ sơ vụ án,
nếu yêu cầu của họ có căn cứ, tòa sẽ ghi nhận trong bản án, buộc Luyện và người liên quan phải có trách nhiệm bồi thường. Việc thi hành án sẽ được thực hiện khi bản án có hiệu lực pháp luật và trải qua quá trình bán đấu giá các tài sản hiện có của Alibaba. Tài sản đã thu giữ của công ty Alibaba khoảng 1.600 tỷ đồng. Tính đến hiện tại, không đủ để bồi thường cho tất cả bị hại. Song đến thời điểm này, thi hành án cơ quan chức năng sẽ định giá lại, có thể đủ trả cho nạn nhân. Trường hợp không đủ để bồi thường, cơ quan thi hành án sẽ phải chia theo tỷ lệ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.